đã nói chuyện đến chuyện đính hôn, chuyện kết hôn. Thực ra mình kết hôn, ảnh làm hồ sơ chứng nhận độc thân, gửi giấy tờ về để đưa lên sở di trú để làm giấy tờ cho mình đi qua Mỹ để kết hôn. Khi đó thì tự nhiên mình xác nhận là còn mấy tháng nữa mình sẽ đám cưới. Nhưng mà mình không hiểu gì về gia đình chồng, mình không biết ai hết và mình không biết chồng mình, cuộc sống của mình và mai mốt cái nơi mình sống sẽ như thế nào. Thì lúc đó chị mới tự apply visa xin đi Mỹ, tạo bất ngờ cho ảnh. Anh vừa thoáng thấy cái bóng mình đứng trước cửa thì tắt đèn, lấy sofa chặn cửa lại. Không cho vào nhà và nhắn là thôi em đi về đi, anh với em không hợp, mình chia tay. Trời. Thì nói là bây giờ anh chia tay cũng được, nhưng anh cho em gặp anh để biết lý do. Thì nói là anh với em không hợp, anh không chịu nổi cá tính của em. Ảnh có lý do riêng, sau này thì ảnh cũng có giải thích. Nhưng mà thực ra cái mình đang nói là cái cảm giác đang thơ mộng để hai đứa lãng mạn để xây dựng một câu chuyện gia đình, đùng một phát cái thực tế trước mặt mình á. Qua ngày hôm sau thực ra thì mình cố gắng mình ở lại và mình nói là thôi em hy sinh, em bỏ công việc, em bỏ cái tôi của em đi, em sẵn sàng ở lại đây. Hai đứa mình vẫn kết hôn, vẫn ở đây, em chấp nhận cuộc sống cho dù là nó nhàm chán, tại vì em không có công việc, em ở đây em chả biết làm gì, nhưng mà thôi em vì anh, em qua tới đây rồi. Vẫn không liên lạc được, vẫn không thể gặp mặt được.